Cô chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề Nước Đại Việt thời Trần. Thì với cái chủ đề Nước Đại Việt thời Trần này chính là một cái chủ đề tích hợp ghép 3 bài, bài 13, bài 14 và bài 15 của chương trình lịch sử lớp 7. Bài 13 là Nước Đại Việt thế kỷ 13. Bài 14 là 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên. Và bài 15 là kinh tế văn hóa thời Trần. Thì với cái chủ đề Nước Đại Việt thời Trần này sẽ được sắp xếp lại thành 3 cái nội dung lớn là phần 1, 2 và 3 La Mã. Phần 1 La Mã là sự thành lập nhà Trần và sự củng cố chế độ phong kiến tập quyền. Phần 2 La Mã là các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần. Và phần 3 La Mã sẽ nói về tình hình kinh tế văn hóa dưới thời Trần. Trong tiết học này thì cô sẽ trình bày cái phần 1 sự thành lập nhà Trần và củng cố chế độ phong kiến tập quyền. Các phần còn lại của chủ đề sẽ được trình bày trong những cái video bài sau nha. Với cái phần 1 sự thành lập nhà Trần và sự củng cố chế độ phong kiến tập quyền thì cô có 3 ý chính, 3 ý lớn. Thứ nhất là nhà Lý sụp đổ. Ý thứ hai, nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền. Và ý thứ ba sẽ nói về pháp luật thời Trần. Trong cái nội dung phần 1 La Mã sự thành lập nhà Trần và sự củng cố chế độ phong kiến tập quyền này thì chúng ta sẽ nói về sự sụp đổ của nhà Lý trước. Từ cuối thế kỷ 12, nhà Lý ngày càng suy yếu, lục lọi hạn hán mất mùa liên tiếp xảy ra, dân chúng rất cực khổ. Một số thế lực phong kiến ở địa phương đánh giết nhau, quấy phá nhân dân và chống lại triều đình. Thì để thấy được cái sự suy yếu của nhà Lý rõ ràng hơn thì chúng ta có thể tìm đọc thêm trong tài liệu Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục cũng có ghi rất rõ là từ cuối thế kỷ 12 thì chính quyền nhà Lý không còn chăm lo đến đời sống của nhân dân như trước nữa. Hầu hết quan lại đều lao vào ăn chơi sa đọa. Bấy giờ, nhà vua vẫn cứ tiến hành mọi việc thổ mộc. Việc thổ mộc tức là việc làm nhà cửa, chùa chiền, đền thờ, rồi đào sông hồ, vân vân. Nghe nói ngoài kinh thành có giặc cướp, cũng giả vờ làm ngơ để bưng bít đi, chỉ ham thích của cải, các bầy tôi đều bắt chước, tranh nhau bán quan buôn ngục, ngoài ra không còn nghĩ đến việc gì. Đó là ghi chép của tình hình nhà Lý cuối thế kỷ 12 trong cái tài liệu Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục. Rồi lục lọi hạn hán mất mùa liên tiếp xảy ra, nhiều dân nghèo đã phải bán vợ con làm nô tỳ cho các nhà giàu. Một số khác thì bỏ vào chùa kiếm sống, dân chúng rất là cực khổ. Cũng theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục ghi chép rằng, chính sự ngày một đổ nát, đói kém xảy ra luôn luôn, nhân dân cùng quẫn, khốn khổ và cướp nổi lên ở nhiều nơi. Đó, tất cả những cái điều đó minh chứng cho thấy sự suy yếu của nhà Lý từ cuối thế kỷ thứ 12. Và chính vì suy yếu, cho nên nhà Lý phải dựa vào họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn đó. Và đến năm 1226 thì họ Trần với thế lực lớn mạnh của mình trong triều đình lúc bấy giờ đã buộc vua Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh. Và sự lên ngôi của Trần Cảnh đã đánh dấu cho sự thành lập của nhà Trần. Trần Cảnh chính là vị vua đầu tiên sáng lập ra nhà Trần. Và Lý Chiêu Hoàng là vị vua cuối cùng của nhà Lý. Thì để nói thêm một chút về cái sự lên ngôi của Trần Cảnh, lúc đó đó Trần Cảnh là cháu của Thái sư Trần Thủ Độ trong triều đình. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nói về cái hoàn cảnh thành lập nhà Trần lúc bấy giờ là Trần Cảnh khi mới lên 8 tuổi có chú họ là Trần Thủ Độ làm điện tiền chỉ huy sứ nên được vào hầu trong cung. Chiêu Hoàng thấy vua Trần, tức là
Trần Cảnh đó. Chiêu Hoàng thấy Trần Cảnh thì ưa, cho nên năm Ất Dậu mùa đông tháng 12 là vào đầu năm 1226 được Chiêu Hoàng nhường ngôi lên ngôi hoàng đế. Thật ra đây chỉ là một cái sự sắp xếp của Trần Thủ Độ để mà có một cái cuộc hôn nhân giữa hai đứa trẻ, đó là vua Lý Chiêu Hoàng của nhà Lý và Trần Cảnh, là tức là cháu của Trần Thủ Độ. Thì khi mà Trần Cảnh được đưa vào trong cung để làm bạn với vua Lý Chiêu Hoàng, rồi sau đó họ Trần tuyên bố rằng là vua Lý Chiêu Hoàng đã quyết định chọn Trần Cảnh làm chồng. Và cũng sau đó Lý Chiêu Hoàng chính thức nhường ngôi cho Trần Cảnh để Trần Cảnh lên làm vua, đồng nghĩa là chấm dứt nhà Lý và thành lập nhà Trần. Thì đó là cái hoàn cảnh thành lập nhà Trần. Nhưng xét về góc độ lịch sử thì chúng ta thấy là sự thành lập của nhà Trần là hoàn toàn phù hợp với cái bối cảnh lịch sử lúc đó. Tại vì sao? Với cái tình hình đó, chúng ta thấy rõ ràng là không thể tiếp tục duy trì một nhà Lý suy yếu, đúng không? Phải có một triều đình mới, phải có một cái bối cảnh mới để mà có thể đủ sức gánh vác gian sang để thay đổi tình hình của đất nước lúc bấy giờ. Rồi, đó là cái nội dung tìm hiểu về sự sụp đổ của nhà Lý. Và cái nội dung trên màn hình các con đang nhìn thấy cũng chính là nội dung của phần ghi bài học. Cả lớp sẽ ghi bài cái phần này vào tập cho cô nha. Toàn bộ nội dung có trên màn hình chính là nội dung của phần bài ghi. Cả lớp sẽ ghi phần này vào tập. Và cũng như mọi lần cô nhắc nhở là để thuận lợi hơn cho cái việc ghi bài thì tụi con sẽ bấm dừng màn hình để chúng ta ghi bài. Sau khi ghi bài xong thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo. Là không chỉ có vua mà còn có Thái Thượng Hoàng. Vậy thì trong hai người này, Thái Thượng Hoàng là vua đã nhường ngôi, và vua tức là người đang ở ngôi, thì quyền lực của ai lớn hơn? Đó, quyền lực của Thái Thượng Hoàng lớn hơn. Thái Thượng Hoàng vẫn giám sát công việc của triều đình, và Thái Thượng Hoàng sẽ có quyền phế truất vị vua đang ở ngôi nếu như đó là một ông vua không tốt và không quan tâm đến đất nước, không làm tốt cái vai trò nhà vua của mình. Thì Thái Thượng Hoàng sẽ là người phế truất vị vua đó và chọn người khác lên ngôi. Dưới vua là quan đại thần, và dưới quan đại thần thì vẫn là quan văn, quan võ. Tuy nhiên lúc này trong triều đình nhà Trần thì tụi con thấy là có đặt ra các cơ quan chuyên môn. Các cơ quan đó là cơ quan quốc sử viện, cơ quan thái y viện và cơ quan tôn nhân phủ. Nhiệm vụ của quốc sử viện đó là đảm nhiệm cái việc viết sử. Nhiệm vụ của thái y viện là sẽ trông coi việc chữa bệnh trong cung vua. Còn nhiệm vụ của tôn nhân phủ là sẽ nắm sự vụ của họ hàng tôn thất trong triều đình. Rồi, ngoài ra thì nhà Trần rất quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, bởi vì cái nền kinh tế nông nghiệp là nền kinh tế chính, nó quyết định sự phát triển hay là sa sút của kinh tế. Cho nên lúc này nhà Trần đặt ra các chức quan để mà chăm lo về nông nghiệp, đó là quan Hà Đê Sứ, quan Đồn Điền Sứ và quan Khuyến Nông Sứ. Cũng theo cái tài liệu Khâm Định Việc Sử Thông Giám Cương Mục có ghi chép thì theo thể lệ nhà Trần, cứ 15 năm nếu không có lỗi nặng thì thăng một bậc chức vụ. Việc thăng thưởng bổ sung được quy định rất rõ ràng. Các quý tộc họ Trần sẽ được phong hầu, ban thái ấp, quan lại thì được cấp bổng lộc. Cái phần này thì khi học về kinh tế nông nghiệp của thời Trần, cô sẽ nói rõ hơn cái hình thức là điền trang thái ấp nghĩa là gì.
Ở đây thì chúng ta chỉ cần nắm cái ý chính là trong triều đình nhà Trần, ngoài các cơ quan chuyên môn được lập ra thì còn có các chức quan được đặt ra để chăm lo về nông nghiệp. Đó là quan hà đê sứ, chăm lo về việc đê điều, quan đồn điền sứ trông coi về việc khai khẩn đất hoang, rồi và quan khuyến nông sứ chăm lo về việc khuyến khích phát triển nông nghiệp. Về cái bộ máy nhà nước ở cấp hành chính trung gian thì tụi con thấy là cả nước ta dưới thời Trần sẽ được chia thành 12 lộ. Dưới lộ là phủ, dưới phủ là huyện, châu. Thì ở đây cả nước có 12 lộ. Ở mỗi lộ đứng đầu sẽ là chức vụ an phủ sứ. Nhưng có tới 2 an phủ sứ nha các con. Một người là chánh an phủ sứ và một người sẽ là phó an phủ sứ. Như vậy, mỗi lộ trong nước sẽ có 2 người đứng đầu trông coi, bao gồm một chánh an phủ sứ và một phó an phủ sứ. Rồi, dưới lộ là phủ, đứng đầu sẽ là quan tri phủ. Dưới phủ là huyện, đứng đầu là quan tri huyện. Và châu, đứng đầu châu là quan tri châu. Như ở những bài trước cô cũng có nói, quan tri châu tức là các cũng sẽ chính là các tù trưởng, người đứng đầu các dân tộc thiểu số ở miền núi. Rồi cuối cùng là cấp hành chính cơ sở, đơn vị địa phương là xã và đứng đầu là xã quan. Ở cái phần 2 này thì tụi con sẽ vẽ cái sơ đồ này vào cho cô nha. Đây cũng chính là nội dung bài học của mình. Tụi con sẽ vẽ cái sơ đồ về bộ máy nhà nước triều Trần vào. Nó bao gồm 3 cấp: cấp trung ương, cấp hành chính trung gian và cấp hành chính cơ sở. Chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo của bài nha. Phần 3, pháp luật thời Trần. Thì nói về pháp luật á, khi học về bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được ban hành dưới triều Lý vào năm 1042, đó là cái bộ luật hình thư, chúng ta đã đưa ra cái nhận xét là luật pháp ra đời nó thể hiện cái sự tiến bộ phát triển của xã hội, của đất nước, đúng không? Thì đến thời Trần, nhà Trần cũng đã cho biên soạn và ban hành bộ luật quốc triều hình luật. Thì về nội dung nó cũng giống như luật thời Lý, nhưng được bổ sung thêm là quốc triều hình luật của thời Trần xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản, quy định cụ thể việc mua bán ruộng đất. Rồi nhà Trần đặt ra cái cơ quan thẩm hình viện để xét xử các việc kiện cáo. Và đồng thời nhà Trần cũng để chiếc chuông rất lớn ở thềm của cung điện Long Trì cho dân tình kêu oan. Thì chúng ta biết kinh thành Thăng Long thì có rất nhiều cung điện ha, cung điện Long Trì là nơi vua hay thiết triều, rồi cung điện Diên Hồng, sau này chúng ta sẽ học đến cái sự kiện có liên quan đến cung điện Diên Hồng. Cha, như vậy nói về luật pháp thì cơ quan pháp luật thời Trần được tăng cường và hoàn thiện hơn. Sự cách biệt giữa nhà vua, quan và dân chúng cũng chưa thật sự sâu sắc. Thì với cái phần 3 pháp luật thời Trần cũng đã kết thúc cái nội dung phần 1 La Mã, sự thành lập nhà Trần và sự củng cố chế độ phong kiến tập quyền. Tụi con sẽ ghi chép cái nội dung phần 3 này vào tập nha. Đó cũng chính là cái nội dung bài học của mình đó. Rồi ở tiết sau, cô sẽ tiếp tục các phần còn lại của chủ đề. Chúc các con có nhiều sức khỏe, học tập tốt. Thân ái chào tất cả các con.